Lo cả nhà, hôm nay Thiện với Đại Thiện đi câu cá tra nữa cả nhà. Đó. Hai cần rồi cả nhà. Ba không cần nữa mà mấy đại nó mới mượn nó đi câu chỗ khác rồi cả nhà ơi. Cả nhà nhớ theo chân Thiện với mớm dính cá Thiện quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Sáng cũng có người câu rồi, không biết nó ăn không cả nhà. À, dính rồi cả nhà. Thì không kịp quay cả nhà. Lên nó ăn lẹ quá. Nghe hơi Dính nè. Giật lên dính rồi, không hay lôi đẩy vào chạy cà cà luôn. Quắn cục lại cho anh. Quắn dùng lại. Trời ơi, này nó dở ghê, kêu quắn dùng lại mà nó. Giật cái bài luôn á. Ta kêu quắn dùng lại hái luôn. Rồi giật lên đi, giật lên luôn. Giật lên. Ê, bự á. Từ 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 để con. Từ từ nghe Út ơi. Đâu rồi? Né né Út ơi, né né Út ơi. À, cái này hơn ký rồi. Ôi vụt luôn, hên ghê. Vụt luôn ha. Vụt vụt luôn. Đó, im Út ơi. À, ký à. Đó, để đó, đúng bài rồi đó. Rồi. Tới mình đi, mình kiếm con nó gài vô để nó nhảy. Quá im, bỏ lại đi nó không mấy đâu Út ơi. Vừa vụt luôn, chạy hên ghê chạy. Khoảng mớ biết chạy xe đủ không hả? Kiểu mua mồi gì. Không chó đi lo bộ được không ơi. Quá vậy nột quá cả nha. Hốt không ơi, hốt không ơi, nó sàn không ơi. Chưa đi, nó đang ngâm rồi đó. Quá cả nhà. Thấy cá chắc bè cũng cả chục ký rồi nha. Hoặc mà nước, nước nó lên đâu cả. Cặp mét nó búng nước rồi cả nhà. Sao Út hết mò chốt? Có nó đang nghĩa đó. Có đâu phải. Sàn có thao thôi. Này cả nhà. Nhà thấy không? Cái lỗ này nè. Cái đầu quá trời cả nhà, quay không kịp luôn cả nhà. Mà nó khi nó không mục. Nè đây nữa nè. Mới mày. Ghế nữa cả nhà. Đây cái cây Thiện thấp quá không có quay được. Cái cây đó. Cây bên đây. Bên đây, ba cây. Cha con Vũ đi câu đó cả nhà. Cá nó ụt. Từ từ nó vô. Đại Thiện mới giật lên con mà Thiện quay không kịp. Trời ơi, té luôn mà không nghe cái cục mồi không đi gì chơi cả. Tính cả nhà. Chơi chùm 2. Út chơi chùm 4. Thì với mớm chùm 2. Qua giật ba cục chì luôn. Kéo dây căng căng cho ơi, chừng nào cá nó ăn cứ quấn dây căng căng cho nó giật nha, để nó dùng quá giật không dính á. Không, cái đó là ok luôn á. Phải không nổi luôn á. Không nổi luôn ơi, cá bự Út ơi. Bự nha. Bự. Thâu nữa đây, ông thâu nữa đi, ông thâu cái nữa ông hãy dở lên. Đúng rồi. Ông dở lên đi. Bự mà. Bự hơn cái con mà.
quá im. Lử à? Lử với cái lử kia nó dính ở bên cái cây. Ok. Nó ngồi sát nữa. Ok ha không? Lia chia như cơm xôi vậy đó. Ô, lên trời ơi trời. Hơn con nào né cái đuôi trắng tươi chứ. Má mày đó chưa phát hiện xuống cầu nữa đó. Hả gì? Trời ơi. Ục nãy còn dữ hơn này á. Cả nhà thấy nó ụt nữa nha, ụt ngay chỗ ngay đây nè, trên đọt muốn xíu cả nhà, ụt lên lần 5-6 con bành không, nó dính con ký mấy với cả nhà, ụt nhóc cho cả nhà. Rồi quay nó một đâu, hồi để điện thoại xuống như câu rồi cả nhà, nó đang rỉa phao cái thủ cây giật cây đó, hồi cầm lên không dính mà buông xuống thì nó dính. Hồi nãy ụt ngay đây cả nhà, cá nó dữ thằng luôn. Các nhà thấy không? Lên lặn ụt hai con bành kỳ đó. Đó các nhà. Trời ơi. Lử luôn. Móc lặn hai lử luôn. Quá xịn. Gỡ đi em. Lúc phao ảnh không hay luôn. Thao thiện nhịp nữa cả nhà. Đó cả nhà ơi. Hay quá. Tại sao phao con ghĩa trước mà sao nó dính à nhịp nữa kìa. Con hết phao luôn. Cái tưởng cá bự quá trời luôn ai ngờ. Chưa bự gì mấy. Ăn cả nhà. Phóng to lại cho cả nhà xem. Phao mớ. Này chịu nó ụt nữa. Đó cả nhà thấy ụt cả nhà. Hà một ký ăn lên không á. Nữa kìa. Hai con thủng nhí đi câu nữa cả nhà. Đây gần thủng nhỏ nhỏ không. Thôi em hết mồi không mất. Con xua cũng được mớ rồi cả nhà. Rồi để đợi lúc phao giúp em. Dính ngạnh nữa rồi. Túi này dính ngạnh quá.